quá chị ơi. Mập quá không, cục lũng mà cục hơn ngón tay của tôi nữa trời. Anh giảm cân bớt nha anh. Giảm cân là ngón tay dài ra hả? Không, ngón tay anh rõ vợ vậy rồi. Ốm hơn nhìn nó dài ra chị. Đen quá mời, rút tay lui đi. Đúng rồi. Đen mạnh mẽ chị ơi. Cô gái đẹp nhưng không được bình thường cho lắm. Mọi người tiếp tục theo dõi màn hẹn hò gây cười lai láng này. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Chào chú Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Chào bạn kế bên. Con tên là Võ Minh Quận, năm nay 25 tuổi, quê ở Bến Tre, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Dạ, công việc của con tại con đang làm kế toán. Lạ quá, quận mấy? Dạ, con thứ ba kia quận 3 cũng được. Kế toán chắc tính toán lắm à. À, hiện giờ mình đang ở Định Quán hả con? Ủa hai em? Dạ, em ở Định Quán chị. Rồi, chào em tên gì? Dạ, em tên Kha ạ. Kha dạ. Trong Tráng Sĩ Kinh Kha á chị. Rồi, tên đẹp quá. Dạ, quê em ở cùng quê với lại cụ chủ tịch nước Trương Tấn Sang ạ. Ở Long An đúng không? Dạ. Hiện giờ mình đang sống và làm việc ở đâu? Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đang ở quận 2. Bạn kia ở? Quận 3. Quận 3? Không. Đâu có tên quận thôi chứ đâu có ở quận 3. Ở dạ. Đâu tốt với Định Quán nữa mà. Đúng rồi. Dạ, ở quận Quán mà xuống muốn xuất hiện quận 3 cũng có. Thôi vậy hẹn hò có sao quá không em? Cuối tuần em chạy về, hôm nay tối tối thì chạy về cũng vẫn bình thường. Tại tối tối chạy về 80 cây số chơi xong đi lại hả? Dạ thì bình thường hả? Được không em? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em cũng hiền, cũng vui tính, có khả năng chịu đựng cao, cũng siêng năng. Điểm yếu thì nhìn cái tướng em thì em ăn nhiều, ngủ nhiều. Ăn nhiều mà ngủ nhiều nữa. Dạ cái đó tốt sức khỏe mà anh. Chắc khỏe lắm ha. Dạ khỏe chị. Khi hơi bừa bộn một xíu. Cũng em đang ở với ai? À em ở chung với bạn ạ. Rồi bề bộn rồi trong phòng rồi trong nhà ai dọn dẹp? Tất nhiên là bạn em. Nhỏ nào mà chịu dọn dẹp cho em vậy? Dạ thì em cũng lựa chọn kỹ hết rồi đó chị. Kiểu như kiếm người mà có thể dọn dẹp được cho em thì em mới ở chung mà. Trời đất ơi. Nhớ sao? Trong mặt quá. Con sao có tính toán dọn dẹp được không? Dạ thì con cũng đôi khi con cũng có bừa bộn nhưng mà con thích ngăn nắp. Dạ, dạ không anh ơi, em cũng ngăn nắp lắm á, nhưng mà phải có tinh thần mới ngăn nắp được. Không, tinh thần thì dễ lắm. Về thấy bừa bộn la tiếng là bắt đầu chạy dọn à. Điểm mạnh điểm yếu của quận là gì? Đừng cái hiền chứ thiệt thà. Bộ phận của con chỉ có hai cái toán à. Lương phiên nhau trực chủ nhật luôn. À, một tháng về hai lần hai cái chủ nhật trọn vẹn đúng không? Dạ. Trong tuần lác đác những đêm nhớ nhau thì vẫn bay tới bay lui thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Đó là có nghĩa là từ nếu mà anh đến anh với em ấy 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 là gì em? Ý em là kiểu như nếu mà mình quen nhau á thì một tháng anh chỉ lên thăm em được có hai lần rồi. Đó là anh dành hai ngày chủ nhật á, còn buổi tối thì nhớ quá chạy không nổi thì chắc bay đi mây về gió về. Có nghĩa là buổi tối chạy lên rồi nửa tiếng về hả anh? Là tối anh chạy xuống chơi rồi sáng anh chạy gì á? Anh ở tối anh ngủ đâu? Ngủ đâu kệ người ta. Em thương tình thì em cho anh ngủ của ké. Không được anh ơi, phòng em có nhỏ bạn không, không có cho ngủ được. Không, anh nói cho em lo chỗ ở cho anh đó chứ. Sao em không tự lo? Dạ chỗ của con thì con đương nhiên có chỗ lo rồi nhưng mà con... Không sao anh, gần nhà em cũng có cái nhà bỏ hoang, em có thể qua đó ngủ. Cái gì chứ anh sợ ma lắm á. Hai bạn này vui quá ha. Sao không hút được anh ơi. Bạn gái mà muốn tìm một người bạn trai thế nào? Bạn trai của em thì không cần gì nhiều, chỉ cần là khôn ngoan, điềm đạm và biết cách cư xử. Nãy giờ em thấy bạn trai cư xử điềm đạm chưa? Chưa được. Cư xử giống như cái điện tâm độ nó lên xuống. Về ngoại hình, em muốn người bạn trai như thế nào? Thật sự em không cần đòi hỏi ngoại hình nhiều cho lắm. Em chỉ muốn là có sự nghiệp ổn định với lại tính cách được thôi ạ. Em điều gì không thích ở người bạn trai? Thì khoe khoang, khoác lác. Còn ngoại hình thì em không thích mọc cho lắm. À với lại em thích có một bạn trai có cái ngón tay dài dài, thon thon. Gì vậy? Sự khoa học chứng minh là về sức khỏe tốt lắm chị. Thì bạn trai có ngón tay dài dài, thon thon. Ngón tay dài? Dạ, ngón tay ngòi bút quá chị. Rồi bạn trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em tìm người bạn gái là kiểu như chất phát miền Tây á chị. Tóc đen. Nói chung là cái mẫu bạn gái em tưởng tượng ra là một người phụ nữ mà thấy tỉ tóc dài, là ngăn lưng. Giống Bến Tre hả anh? Dạ, đúng rồi, vẫn đứng Bến Tre, em mặc áo bà ba đang đứng dưới có đội nón lá dừa. Cầm cái nón lá, cái gió thổi cái làn tóc bay bay rồi đẹp lắm. Chị đưa cái bàn tay coi. Bàn tay này, đưa đây đây, qua đây cho cô này cô coi cái bàn tay coi. Bàn tay thôi nha. Ngón vậy sao em? Mập quá chị ơi. Mập quá không, cục lũng mà cục hơn ngón tay của tôi nữa trời. Anh giảm cân bớt nha anh. Giảm cân là ngón tay dài ra hả? Không, ngón tay anh rõ vợ vậy rồi. Ốm hơn nhìn nó dài ra chị. Đen quá mời, rút tay lui đi. Đúng rồi. Đen mạnh mẽ chị ơi. Tay lạnh dữ vậy.
Ông em ngồi máy lạnh em vợ sợ lạnh lắm. Lạnh quá ha. Có khỏe không? Bên đây người ta muốn là có sức khỏe. Chị nhìn thấy em cũng được mà, chắc chắn hơn. Lấy về sẽ ở đâu? Dạ, hiện tại thì vẫn phải đi làm. Cho nên là sau này một thời gian thì mới về nhà ở chung với bà mẹ Bến Tre. Xu hướng của em là về quê, em thích ở những nơi ở quê mình hơn, yên tĩnh, nó thanh bình, nó thân thiện hơn. Chứ không thích ở chốn ngột ngạt hay gò bó trên thành phố. Vậy sau đó giờ em ở dưới quê đi lên hay chi vậy? Dạ, dưới em xuống, em tốt nghiệp rồi em về quê kiếm việc làm, không có mẹ đá đít em lên. Rồi mai mốt về quê làm gì dưới? Dạ, tới đất đó thì lúc đó cũng lớn rồi, về cũng có vốn thì hai vợ chồng suy nghĩ chí hướng bằng cái gì đó thì tự mở cái sở mặn ra mặn. Rồi, ôi ôi dễ thương quá. Em có thích đi du lịch đâu? Có, em học du lịch ra mà. Em biết gì về Bến Tre không? Bến Tre hình như em chỉ đi ở Cồn Phụng. Cồn Phụng thuộc Tiền Giang mà em. Cồn Phụng Bến Tre mà. Trời ơi, con ở Bến Tre mà nói Cồn Phụng Tiền Giang. Còn Thái Sơn mới là Tiền Giang. Chết rồi, con bị ngu địa lý chú ơi. Làm có dâu đi. Được không? Về Bến Tre làm dâu được không? Hên xuyên. Bạn có hay ghen không? Dạ không. Ghen gặp anh này mệt lắm, hay chọc là mệt lắm á. Rồi, hai đứa này cũng hợp hợp về chút ngoại hình rồi đó. Chút bàn nhau lại cái vụ về quê ở nha. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi chung với bạn em ạ. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào mọi người ở đây. Anh này thì nhìn có vẻ cũng là nhìn cũng đàn ông. Gần gần với mẫu người của bạn Kha rồi đó. Tính cách của ảnh thì cũng gần gần với bạn Kha của em. Cảm thấy nó cứ tưng tưng sao. Kha của em thì được cái dễ thương nhưng mà cái tính cách của nó không có giống được những người bình thường. Nhưng mà hy vọng là hai người cũng sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu cái vẻ tưng của nhau hơn. Hay quá, em bạn gái em xuất sắc quá. Kha ơi, bạn gái em chị ngưỡng mộ. Dạ, con đi với ai con? Dạ, con đi với mẹ, với anh và bạn, với đồng nghiệp. Chào cô Cát Tường với chú Quỳnh Linh. Bạn Quỳnh á, là vậy không phải là bạn tưng tưng đâu, mà bạn hay vui tính. Nhưng mà đối với cha mẹ, đối với chị em rất là chu đáo. Cô nhận xét bạn gái này như thế nào? Dạ, chào cô. Cô chào cháu. Đẹp. Nói về bạn Quỳnh mà nói cái việc đàm tỉnh, điềm đạm á, thì chắc cái đó Quỳnh không có điềm đạm đâu, Quỳnh lăng xăng lắm. Nhưng còn ở về mà cái chuyện mà nói là cưới về á, nếu hả muốn ở quê thì ở quê cũng chỉ có việc làm vườn tự có sẵn, gia đình không có bắt buộc phải đem tiền về nhà sinh con ra. Nếu mà đã nuôi được thì nuôi, không được đưa mẹ giữ. Trời ơi, hay quá, xuất sắc. Rồi chúng ta kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Ta dễ thương gì mà dẫn theo cô bạn chê quá. Ta nói dễ thương thôi chứ không ai chê đâu. Rồi nào. Anh có quà tặng em. Xui cho anh là em mới đi cắt tóc, chứ tóc em cũng dài lắm. Em hiện tại là em đang làm gì? Em làm nhân viên tư vấn với lại hướng nhân viên tự do. Theo em thì một người thì anh cần làm những gì để có thể trở thành một người lý tưởng của em? Mình làm một người như đàn ông á anh. Có nghĩa là nó ít làm nhiều. Nó không ít quen làm... điềm đạm lo lắng được cho em. Thật ra là anh chỉ vui tính khi mà ở trong nhiều người. Cũng có lúc nhiều người nhưng mà anh rất trầm lắng, tại vì những người đó là anh không quen biết. Em cũng đính chính là em không có đến nổi như con bạn của em. Không, anh nghe tiếng em, anh nghe cách em nói chuyện thì anh cũng không nghĩ em như bạn em đâu. Tại nó tính gia nhập hội độc thân, nó ế lâu năm á anh. Thôi, cho bỏ. Nó sợ bạn nó có bồ lắm anh. Thôi bỏ bạn mình qua em bên. Anh với em ở khoảng cách như vậy thì với anh thì một tháng anh chỉ dành được trọn 2 ngày chủ nhật thôi. Còn lại thì khoảng thời gian đêm thì em cảm thấy như thế nào? Em từ quen với cha Hà Nội cho nên 3-4 tháng trời mới gặp nhau lần. Nên chuyện mà một tháng về 2 lần thì bình thường. Với em, với lại em không muốn anh về ban đêm. Em muốn ngủ. Thật ra là nói về ban đêm cũng không phải. Mình thì anh về chiều rồi mình đi chơi xong rồi về sớm thôi. Nếu về sớm thì được. Nhưng mà sớm của em là bao nhiêu? Trước 9 giờ. Sớm thiệt. 8:30 em ngủ rồi anh. Cũng được, cái vấn đề đó thì anh đáp ứng được. Mình nghĩ sao được? 5 giờ mới hết cái đi làm 5 giờ xong ra chạy 5 về tới kia 8 giờ ta ngủ, 8:30 ta ngủ được cái gì mà được, cứ lèo đi ông nội. Không, con nói con bay về được mà chú. Bay đâu mà ra. Với lại là em ở quận 2 là em ở vị trí nào? Thảo Điền. Tối đa là 2 tiếng. 5 giờ đi làm xong ra bụng đói chạy lên đây 7 giờ chở em đi ăn xong tới 8 giờ. 1:30 con dư giờ mà. Ăn thua có tâm là được rồi, ghi nhận. Được không em gái? Dạ được, tại rồi. Vì em ăn rất là nhanh không sao. Không, ngày ngủ mình mà anh nghĩ ra ngày ngủ cũng 6-8 tiếng được rồi. Nhưng mà em là người đặc biệt á anh, nên giờ giấc phải 10 tiếng một ngày mới được. Em ngủ 10 tiếng một ngày hả?
Em nói chơi á chị, chứ thật chất thì em cũng phải dậy sớm đi làm mà. Chị thấy bạn em nói đúng rồi đó. Thấy bên Tre có cầm cây sáo lên đâu à. Ủa Lê hả? Thổi đó, Trương Chi Mỹ Nương nó thổi đi. Tới đây thì có chuẩn bị một bài mà mới vừa tập, cho nên là thổi cũng không chắc là hay. Em có thích nghe sáo không? Ta chắc hay người ta thổi chứ không chắc hay thổi làm chi. Thôi lỡ em ráng, em nghe giùm anh bài nha. Chết rồi, chết rồi. Bây giờ em thuyết phục bạn gái, hồi nãy là em có nói cái vụ mà đi về quê sinh sống đó, nhưng hình như ý bạn gái là muốn ở thành phố. Bây giờ hai người trao đổi cái chuyện đó coi. Chí hướng của em là ở tại thành phố. Em muốn ở thành phố hoặc ở Long An. Anh thì muốn chí hướng là hiện tại thì là đi làm kiếm tiền. Sau này thì nếu như mà mình có thể xây dựng cơ sở đó, có lẽ thành phố là cái nơi tốt nhất. Nhưng mà nếu không được thì chắc phải về quê để còn báo hiếu nữa. Khoảng chừng tới 30 mấy tuổi, 40 tuổi thì mình có thể về quê. Nếu như em thì em có thể chấp nhận không? Chấp nhận. À, cảm ơn em. Thì trong lúc quen nhau là anh thích những lúc mà chúng ta thật thẳng thắn với nhau. Anh không thích cái kiểu mà em cứ làm kiểu để gợi ý để cho anh đoán. Tại vì cái sổ sách mình để suy nghĩ ra cái những gì con gái gợi ý cho mình nó rất là dài, anh không nghĩ ra được. Anh đã từng thất tình hai lần, chia tay hai lần, tại vì anh không hiểu được ý bạn gái muốn. Anh muốn là sau này hai đứa thẳng thắn với nhau, thì tôn trọng lẫn nhau. Anh cho em hỏi là anh thuộc chùm sao gì vậy? Mà kết em với anh hợp nhau á. Kim ngu. Sông ngư. Sông ngư. Dạ. Một thằng đất một nước. Không hiểu, hai mình không hiểu gì đâu. Quay ra chỗ khác đi. Tính em nhiều khi cũng thẳng thắn với mạnh mẽ như con trai vậy. Anh thích con gái cá tính mạnh mẽ, nhưng mà có đôi lúc thì cũng nên giả bộ yếu yếu một chút để cho anh cảm thấy anh là chỗ dựa vững chắc. Em rất là muốn được dựa dẫm. Anh muốn là nếu như mà mình chính thức quen nhau, và trong quá trình quen nhau thì những lúc mình gây gổ, không bao giờ nên là nói chia tay, dù chỉ là nói để lẩy nhau thôi. Tại vì cái tiếng chia tay nó nặng lắm, đối với anh nó nặng lắm. Em muốn anh xin lỗi trước, cho dù có chuyện gì xảy ra. Cái đó là bình dĩ nhiên. Thôi vậy được rồi. Một. Nếu các bạn bấm nút dối lòng mình là các bạn dối với ba mẹ, với bạn bè của các bạn đó. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng. Các bạn có quyền nắm tay nhau nào. Tiết mục này đi em. Hả? Không có tiết mục, không phải là tiết mục. Anh thích em chỗ đó đó. Thằng đàn ông mà chú. Đúng rồi, mạnh mẽ anh con. Rồi chúc các bạn hạnh phúc.